Dale, mate. Đây là thác các bạn. Đây là thác quê hương của mình ở Đắk Rót, cái địa phương gọi là Kiệp Rót. Người đang chơi này. Có đá luôn. Còn cắn rồi. Phải nói cái thác này rất là đẹp luôn. Dòng nước, nước trong veo luôn. Trong veo mà nó đẹp. Ở cái này toàn đá hết rồi, đá này, đá tảng được. Để biểu cho anh em cái thác này. Có đẹp luôn này. Ôi tảng đá to. À chỉ là cái thác này đổ từ trên cao trên kia xuống, nước trong khá đẹp ạ. Có đá luôn. Ở xung quanh này toàn đá. Đá tảng không à, đá to. Muốn lấy được hình ảnh đẹp phải chịu khó như thế này. Wow, đẹp quá. Đá toàn cái đá tảng này. Nước trong có đá luôn. Mà hình như là không có cá đó. Không có cá núp đâu trong hang đó.
trời nó tắm, trời nó nóng. Ơi, ơi, ơi.